Em Đỗ Quốc Bùi Tuấn chào các bác. Hôm nay thứ hai, ngày mùng 3 tháng 6 năm 2024. Và buổi tối hôm nay thì em sưu tầm được một bộ tranh tứ quý khảm ốc Singapore. Vô cùng là đẹp và đẳng cấp các bạn. Và bộ tranh này thì được khảm tích là cầm kỳ thi họa. Đặc biệt hơn nữa là khảm trên nền chất gỗ gụ ta Quảng Bình. Liền nguyên tấm nguyên miếng các bác nhé. Và đây em sẽ đi chi tiết vào phần khảm. Các bác có thể là quan sát đây, chất ốc vàng chanh đỏ lửa, thực sự chất ốc già đét các bạn, bóng trong luôn, ốc sâu màu và đẹp xuất sắc. Và lên phần trên thì của mỗi bức có 4 câu thơ, cắt chữ lề lối sắc lét. Còn xuống bức bên này, càng nhìn càng mê cái chất ốc vàng chanh đỏ lửa này. Quay nghiêng nó sẽ ra xanh hoa lý, quay đứng nó sẽ ra vàng chanh. Các bác xem này ạ. Thực sự là chất ốc Singapore nó vẫn có cái gì đó cực kỳ khác biệt mà không một loại ốc nào có thể là trà trộn vào được. Và sang bức thứ ba, còn thì các cái đường nét cắt tỉa chạm khảm tỉ mỉ tơ tóc đến từng đường nét do bàn tay của những người nghệ nhân cắt bằng tay thủ công chứ không phải là cắt máy để dập khuôn các bác nhé. Cho nên là các bác yên tâm sưu tầm những cái mặt hàng cao cấp như này. Và bộ tranh này thì có kích thước cao là 1m47, ngang là 27, đúng vào cùng thước tài lộc đo bàn luôn. Và cái tấm này là một tấm liền khối dày 4 phân đậu, thực sự rất quý hiếm mà em sưu tầm được bộ này, phải nói vô cùng độc đáo. Và bộ tranh này thì em bán để cho các bác sưu tầm về chơi là 80 triệu các bác nha. Thực sự rất xứng đáng. Nếu bác nào chơi kỹ, các bác chơi tinh đồ khảm thì các bác lên tư duy và cân nhắc bộ này. Và các bác hãy đến Đồ Gỗ Bùi Tuấn, địa chỉ khu Vệ Lăng Cây Sung, thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội để xem thực tế bộ tranh này các bác nhé. Và em rất cảm ơn các bác. Xin hẹn gặp lại các bác và quý vị ở những clip sau. Xin chào.